Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với dự án của BAZ, đó là nhận 5 đô la cái token BAZ này nhé. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào cái đường link chatbot dưới phần mô tả, sau đó thì thực hiện các nhiệm vụ này. Đầu tiên bấm chọn Start cho mình. Rồi tiếp theo mọi người chọn Join Airdrop. Rồi ở đây thì mọi người sẽ join vào kênh Telegram này. Rồi kích chọn join, quay trở lại. Sau đó thì mọi người join tiếp vào kênh New Channel của nó. Join, rồi quay trở lại và join tiếp vào kênh Partner. Ok, quay lại, join vào Group. Rồi chọn join cho mình. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào cái dòng click here này cho mình nhé, để xác minh. Rồi, như vậy khi nó mở khóa đây là đã xác minh xong, mọi người quay trở lại cho mình. Tiếp theo là follow Twitter này, like, retweet và tag 3 người bạn. Mở Twitter lên. Rồi, kích chọn follow này. Sau đó thì tìm đến cái bài ghim của nó. Ở đây mọi người kích chọn like. Rồi, sau đó trích dẫn. Tiếp theo mọi người sẽ test 3 người bạn vào nhé. Ok, quay trở về với Telegram. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào Instagram. Rồi, chọn theo dõi. Sau đó thì quay trở lại. Bấm chọn Submit. Rồi, sau đó thì ở đây mọi người sẽ nhập username của Telegram nhé. Có chữ A còng lần trước. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ gửi cho nó là profiling của Twitter. Mọi người giữ vào cái chữ Twitter màu xanh này. Rồi, chọn copy này. Sau đó thì sẽ dán vào đây. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ xóa cái này đi. Và chỉnh sửa lại cái username nhé. Mọi người sẽ nhập cái username của mọi người vào đây. Rồi. Tiếp tục thì sẽ gửi cái đường link retweet mà tag 3 người bạn ấy. Mọi người quay lại Twitter cho mình. Đâu? Rồi mở Twitter lên nha. Rồi bấm chọn vào ảnh đại diện này. Chọn mục hồ sơ này. Rồi sau đó bấm chọn tweet trả lời này. Rồi ở đây thì cái bài này mọi người sẽ bấm vào chia sẻ. Rồi sau đó chọn sao chép liên kết. Và quay trở lại bot. Mọi người dán cái đường link retweet. Rồi sau đó thì gửi profiling của Instagram nhé. Copy này. Rồi dán vào đây. Sau đó thì xóa cái dòng này đi. Rồi nhập username của mọi người vào. Ok, tiếp theo sẽ gửi cho nó cái địa chỉ ví PEP 20 nhé. Mọi người có thể lấy ở trên ví trước hoặc ví MetaMask. Rồi, sau đó bấm chọn Static. Rồi, ở đây nó sẽ là cái đường link chia sẻ này. Với 5 đô thì nó sẽ dành cho 1.000 người may mắn nhé. Và 50 đô sẽ dành cho top 10. Rồi, ok, như vậy mình đã chia sẻ đến mọi người dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.